Trương Quỳnh Anh hốt hoảng ngừng biểu diễn vì đám cháy trên sân khấu. Khi đang biểu diễn, một đám lửa nhỏ bắt đầu lan rộng trên trần sân khấu, khiến team phải kéo Trương Quỳnh Anh vào trong để tránh sự cố đáng tiếc. Tham gia biểu diễn trong một chương trình ca nhạc vào tối 17 tháng 1, vợ chồng Tiên và Trương Quỳnh Anh đã mang ca khúc mới nhất Ta Là Tất Cả Của Nhau lên sân khấu. Tuy nhiên, tiết mục này phải tạm dừng vì trần nhà khán phòng bỗng bốc cháy sau những màn pháo bông của tiết mục trước. Để tránh có những sự cố đáng tiếc, team nhanh chóng kéo bà xã vào trong và sau khi ban tổ chức khắc phục, cả hai mới trở ra và hoàn thành tiết mục của mình trong sự vỗ tay nồng nhiệt của khán giả. Trương Quỳnh Anh và team diện đồ tông sụt tông, tình cảm nắm tay bước ra sân khấu. Tuy nhiên, khi đang trình bày ca khúc Ta Là Tất Cả Của Nhau, hai vợ chồng phát hiện ra đám cháy trên trần nhà do pháo hoa của tiết mục trước gây ra. Đám cháy ngày một lan rộng, buộc team kéo Trương Quỳnh Anh vào trong để tránh nguy hiểm. Ban tổ chức nhanh chóng khắc phục đám cháy, rất chuyên nghiệp để tránh gây nguy hiểm cho khán giả trong khán phòng. Sau sự cố, team và Trương Quỳnh Anh trở ra và hoàn thành bản song ca ngọt ngào của mình. Ngoài ra, trong chương trình còn có sự tham gia biểu diễn của nhiều sao Việt và các nhóm nhạc đình đám đến từ Hàn Quốc. Ca sĩ Giang Mi trong trẻo với bài hát Đừng Tin Em Mạnh Mẽ. Trường Hòa cover bài hit Dead Love của nhóm Divachi. Những cô gái D.A.A. đến từ Hàn Quốc với phong cách trẻ trung và sôi động. Odyssey và học trò Lưu Hoàng. Eric tiếp tục mang bản hit đình đám Sau Tất Cả lên sân khấu. Đã khá lâu khán giả mới thấy sự trở lại hình ảnh của một ca sĩ Gil Lê. Nhóm NCT 127 khoe vũ đạo nam tính, top tiên khoe chân dài thẳng tắp, nhóm Tiara trình diễn hàng loạt các bài hit của mình. Đây được xem là nhóm nhạc sang Việt Nam nhiều nhất từ trước đến nay với con số 5 lần. Top tiên trở lại sân khấu với ca khúc Walk Away cùng vũ đạo bốc lửa, Đỗ Phước Thịnh đầy nam tính trong ca khúc Who I Love You. Cuối cùng là màn học ca ngẫu hứng của Nu, top tiên và các nghệ sĩ tham gia trong chương trình. Tình tứ, Hồ Quang Hiếu vẫn vô tư nói xấu Bảo Anh. Dòng trạng thái cùng hình ảnh mà nam ca sĩ vừa chia sẻ trên mạng xã hội khiến khán giả người hâm mộ vô cùng thích thú. Dù chuyện tình của Hồ Quang Hiếu và Bảo Anh râm ran suốt một thời gian dài trong showbiz, nhưng mãi đến khoảng tháng 10/2016, nữ ca sĩ mới xác nhận cả hai đang hẹn hò. Khán giả người hâm mộ vô cùng vui mừng trước thông tin này từ cặp đôi trai tài gái sắc. Từ khi công khai với khán giả với truyền thông, Bảo Anh và Hồ Quang Hiếu cũng thoải mái hơn trong việc thể hiện tình cảm với nhau. Mới đây, nam ca sĩ vừa chia sẻ bức ảnh mặc đồ đôi với Bảo Anh lên mạng xã hội, kèm theo dòng trạng thái nói xấu người yêu, chụp với người hay bắt nạt mình. Sau 2 giờ đăng tải, bức ảnh trên nhận được 153.000 lượt yêu thích, 1.000 người bình luận cũng như hàng trăm lượt chia sẻ. Dĩ nhiên, đó là những lời khen ngợi hay trêu chọc cặp đôi trong khoảnh khắc vô cùng ấm áp và hạnh phúc. Ngay lập tức, Bảo Anh cũng vào bình luận phản pháo bạn trai vô cùng đáng yêu. Trong một bài phỏng vấn gần đây, Hồ Quang Hiếu cho biết anh vô cùng trân trọng Bảo Anh vì cô luôn thấu hiểu cho anh. Giọng ca Con Bướm Xuân cũng khẳng định đã vì người yêu mà thay đổi rất nhiều. Tình cảm của chúng tôi cũng như tình cảm của bao người khác thôi. Tôi nghĩ mình cũng đã thay đổi nhiều thứ để có thể hòa hợp với người yêu hơn. Chẳng hạn, tôi hơn Bảo Anh đến 8 tuổi. Trước đây tôi khá xuề xòa trong cách ăn mặc, khiến mình lớn hơn tuổi. Nhưng khi yêu Bảo Anh, trang phục của tôi hợp thời hơn, trẻ trung hơn. Hồ Quang Hiếu cũng cho biết đã nghĩ đến chuyện trăm năm với Bảo Anh. Khi quyết định tìm hiểu một người, thấy người ấy hợp với mình, thì việc nghĩ đến kết hôn là không tránh khỏi. Tôi từng đề cập chuyện này với Bảo Anh, tuy nhiên cô ấy còn trẻ, còn nhiều mơ ước chưa thực hiện. Tình cảm tôi dành cho cô ấy là thật lòng, nên quyết định sẽ chờ. Vả lại hiện nay, đàn ông đến 40 tuổi kết hôn cũng không còn là điều quá xa lạ. Trước đó, những bức ảnh chụp lại việc Bảo Anh lên tận trường quay để chăm sóc cho bạn trai cũng khiến khán giả người hâm mộ vô cùng thích thú. Chiếc sim khủng 20 tỷ, lộ mặt chiêu trò đấu giá ảo của Ngọc Trinh. Một lần nữa, những chiêu trò của Ngọc Trinh để mua sự nổi tiếng đã trở nên vô cùng khó coi sau màn đấu giá sim khủng 20 tỷ.
Mới đây, Ngọc Trinh đã đăng tải một clip trên trang Facebook cá nhân có nội dung thông báo người hâm mộ vì buổi đấu giá chiếc SIM 0989999999 đã không thành công do mong đợi. Lý do được người đẹp nội y đưa đó là người đấu giá cao nhất là 18.688.000.000 đã quỵt lời khi không đồng ý trả tiền để nhận chiếc SIM nữa. Ngọc Trinh Hàng sẽ tái đấu giá thông qua tin nhắn vào ngày 19 tháng 1. Tuy nhiên, lý do của Ngọc Trinh có vẻ vô cùng thiếu sự hợp lý. Phải chăng vì vụ đấu giá chiếc SIM khủng chỉ là chiêu trò của cả người bán SIM Gia Khang và bộ đôi Ngọc Trinh Khắc Tiệp nhằm xuất hiện trên mặt báo và trục lợi cho bản thân? Buổi đấu giá không có trung gian và giá trị thật của chiếc SIM 20 tỷ. Các buổi đấu giá thông thường, người tham gia đấu giá sẽ phải đặt cọc hoặc trả trước một khoản chi phí nhằm đảm bảo tính công khai và minh bạch cho phiên đấu giá. Tuy nhiên, ở phiên đấu giá của Ngọc Trinh không có bất kỳ điều ràng buộc nào. Vì vậy, cho tới khi người thắng đấu giá không trả tiền, Ngọc Trinh cũng là người hứng chịu hết. Phải chăng chính ekip Ngọc Trinh Khắc Tiệp cho rằng mình không bao giờ thiệt dù có bán SIM hay không đi chăng nữa nên đã không nghĩ đến điều này? Lập luận ngày càng khẳng định khi chiếc SIM mà Ngọc Trinh đấu giá theo nhiều người chơi SIM số đẹp thì đang được rao bán với giá khoảng 7 tỷ đồng và đã lâu rồi chưa có ai hỏi đến. Bản thân doanh nhân Bùi Nguyễn Gia Khang cũng không phải chủ sở hữu mà chỉ là người môi giới cho chủ nhân thực sự của chiếc SIM. Anh này cũng dính dáng tới một vài vụ lùm xùm hàng giả những năm 2009. Dư luận cho rằng thực chất Ngọc Trinh chỉ đang giúp người chủ sở hữu thực sự bán chiếc SIM để nhận phần chênh lệch với giá trị thật của nó. Việc ekip của Ngọc Trinh bỏ ra 15 tỷ để mua chiếc SIM mà ai cũng biết giá trị ở khoảng 7 tỷ là quá khó tin. Người phụ nữ thắng phiên đấu giá là chân gỗ của Hoàng Kiều. Nét giống nhau tới tinh nghẹt giữa người bạn của Hoàng Kiều và người đấu giá trúng chiếc SIM 20 tỷ. Không hiểu vô tình hay do một sự sắp đặt nào đó, người phụ nữ giấu mặt thắng đấu giá chiếc SIM trị giá 20 tỷ của Ngọc Trinh lại có nhiều nét tương đồng với một người từng xuất hiện bên cạnh Hoàng Kiều trong một tư thế khá thân thiết. Từ gò má cao, chiếc mũi, miệng và cằm có thể nói là giống gần như hoàn toàn với người phụ nữ giấu mặt. Trong clip ghi hình lại buổi đấu giá của Ngọc Trinh, người phụ nữ này cũng là người đã nâng mức giá lên từ 9 tỷ lên đến 16.880.000.000, một mức giá làm rùng chân toàn bộ các khách VIP đang tham dự buổi đấu giá. Có thể ít nhiều khẳng định người phụ nữ này có thể là chân gỗ trong buổi đấu giá, hoặc là một người do Hoàng Kiều cử đến nhằm vui lòng người đẹp Trà Vinh. Nhưng cho dù đó là ai, thì việc người phụ nữ giấu mặt cũng thật đáng ngờ. Người trả giá cao thứ nhì cũng là chân gỗ. Người đàn ông tên Thông là người đã trả giá 18.100.000.000 và bị nhận xét rằng mức giá 100 triệu anh tăng thêm có lẽ không phù hợp với hoàn cảnh của buổi đấu giá. Thực chất anh Thông là người đang cho Bùi Nguyễn Gia Khoan thuê lại tòa nhà số 47 Hùng Vương, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh để kinh doanh. Ngay sau buổi đấu giá, trên Facebook anh này đã bình luận trên status của Ngọc Trinh như sau: lúc anh máu bỏ tiền ra mua SIM làm thương hiệu thì em không cho diễn kịch, không chịu bán. Đến lúc anh đã uống thuốc hạ sốt thì em Trinh đòi bán, lúc này anh lại hết giờ mua. Ai mà không biết bà đeo mặt nạ là người của em để bơm giá. Nhưng cũng vì em quá tham nên bị thâm luôn rồi. Trở về giá trị thật của số SIM thôi, 8.900.000.000 là sáng mai. Ra sang tên nhanh gọn, anh cảm ơn em Trinh đã liên hệ lại để năn nỉ hù dọa bot Facebook. Anh Thông, chủ nhà đang thuê của Bùi Nguyễn Gia Khoan, đã bình luận trên Facebook của Ngọc Trinh. Tuy nhiên, nhiều người vẫn cho rằng đây chỉ là một hành động tung hỏa mù để kích giá của chiếc SIM lên cao hơn so với con số 7 tỷ được định giá nhưng vẫn chưa bán được cho ai của chiếc SIM. Với việc hai người trả giá cao nhất và rất chênh lệch với số khách VIP còn lại đều có liên quan tới Ngọc Trinh, thật khó để dư luận tin tưởng rằng phiên đấu giá hoàn toàn minh bạch và công minh. Mục đích thực sự của việc đấu giá SIM là gì? Liên tục gọi các mạnh thường quân ra mặt để ủng hộ vào quỹ từ thiện cho đồng bào miền Trung có một cái Tết ấm no. Tuy nhiên, Ngọc Trinh lại hẹn vào lúc 19 giờ ngày 19 tháng 1 để tổ chức đấu giá livestream, tức là ngày 22 âm lịch. Không hiểu quỹ từ thiện của Ngọc Trinh sẽ làm gì với 20 tỷ trong vòng 8 ngày để bà con miền Trung kịp có một cái Tết ấm no như lời của người đẹp Trà Vinh luôn kêu gọi. Có lẽ chỉ mình ekip Ngọc Trinh và Khắc Tiệp mới biết được mục đích thực sự của việc đấu giá chiếc SIM. Thế nhưng, dư luận đã dần dần có được câu trả lời cho riêng mình. Những chiêu trò của Ngọc Trinh để mua sự nổi tiếng hoặc để kiếm tiền từ việc đấu giá, thực chất là môi giới chiếc SIM đang trở nên ngày càng khó coi.